Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân dân thành phố Hút Trần Phước Sơn và các đại biểu Hội đồng Dân dân thành phố Hút đơn vị quận Ly Chiểu, gồm các ông bà Lê Kim Anh, Phan Văn Dũng và Phan Thanh Long đã tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Hạc cử tri phường Hòa Khánh Nam thống nhất và các nội dung dự kiến tại kỳ họp cũng như những kết quả phát triển kinh tế xã hội thành phố, Húng, đồng thời tiếp tục kiến nghị một số vấn đề dân sinh đề nghị thành phố Húng giải quyết. Trong đó, cử tri nêu thực tế tình trạng gặp ứng tại quận Liên Chiểu gần đây và đề nghị cần sớm có giải pháp. Đề nghị quan tâm mở rộng một số tuyến đường trên địa bàn, nạo vét cống thoát nước khu dân cư về đảm bảo quyền lợi các hộ dân ảnh hưởng dự án ga đường sắt đã hủy bỏ về việc thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng và một số kiến nghị khác. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn tiếp thu các ý kiến của bà con cử tri, đồng thời giải trình, thông tin thêm các vấn đề cử tri đều liên quan đến tình hình triển khai các dự án tại quận Liên Chiểu, việc đầu tư mở rộng một số tuyến giao thông, về chống gặp ứng đô thị, về chế giờ trung tâm giúp vũ gia súc gia cầm. Tổ đại biểu sẽ tăng cường hơn nữa vai trò giám sát để tiếp tục đề xuất kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết rốt sáng các kiến nghị của cử tri Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân dân thành phố Hút cũng thông tin thêm với cử tri một số kết quả phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển Đà Nẵng trong thời gian tới.